Chào cả nhà đã đến kênh YouTube Hoàng Thích Lang Thang. Hiện tại mình đang có mặt trên dòng sông Mapago, nơi tổ chức lễ hội đua ghe ngò của tỉnh Sóc Trăng nha cả nhà. Cả nhà hãy cùng đón xem anh em tập luyện như thế nào nha.